Sau sinh, bà xã Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều câu hỏi được người hâm mộ đặt ra xoay quanh cuộc sống mẹ bỉm. Doãn Hải My vui vẻ chia sẻ về hành trình mang bầu và lần đầu trở thành mẹ của cô. Doãn Hải My là nàng wax nhận được nhiều sự chú ý bậc nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Là tiểu thư Hà Thành, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 với nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp, Doãn Hải My càng nổi tiếng khi kết hôn cùng hậu vệ đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Hồi đầu tháng 5 năm 2024, Doãn Hải My đã hạ sinh cho Văn Hậu một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh. Đến tháng 6, cặp đôi hé lộ tiệc đầy thắng của quý tử đầu lòng tên thân mật là Lúa, tên thật Đoàn Minh Đăng. Lần đầu làm mẹ, nàng wax rất chăm chỉ tương tác cùng hội chị em trên mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống bỉm sữa cũng như tình yêu dành cho bé cưng. Dù mới chỉ sinh con một tháng, thế nhưng Doãn Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Khi được hỏi về bí quyết, bà xã Đoàn Văn Hậu cho biết, hút sữa là sụt cân lắm á bà, giờ tôi không biết làm sao để hút sữa mà vẫn giữ được cân này. Chứ giờ thấy sụt cân rồi xương kêu răng rắc, hoa mắt chóng mặt rồi đó. Bên dưới bài đăng của Doãn Hải My khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Người hâm mộ gửi lời động viên, hy vọng bà xã Đoàn Văn Hậu sẽ chăm chút sức khỏe bản thân hơn. Bên cạnh đó, nàng hot mom còn hồi tưởng về quá trình sinh con khiến người hâm mộ cảm nhận được, ngoài diện mạo yểu điệu, thục nữ, Doãn Hải My là người mẹ có ý chí mạnh mẽ tới nhường nào. My sinh thường nè, nói không sợ thì sẽ là nói dối. Bạn Lúa nhà My tới sát ngày sinh thì tự nhiên có dây rốn quấn cổ, mà My vẫn quyết sinh thường. Tới khi lên bàn đẻ thì lo ơi là lo, cứ hơi tí là nhắc chồng quay ra nhìn bảng nhịp tim của bạn Lúa xem bạn ở trong có ổn không cho yên tâm. Bạn cố giữ tinh thần thoải mái nha, lúc ấy tinh thần của mình rất quan trọng. Sắp được gặp con rồi, mạnh mẽ lên, Doãn Hải My viết. Hiện vợ Đoàn Văn Hậu vẫn giấu mặt con là bởi thật sự rất vui và rất may mắn khi được mọi người quan tâm và hỏi han. Nhưng vì My cùng gia đình muốn giữ cho bé, để bé cứng cáp một xíu, ra tháng mới thông báo cho mọi người. Đó cũng chính là lý do vì sao tới những tháng cuối thai kỳ thì My mới dám chụp ảnh và báo mọi người á. Mong mọi người hiểu cho. Nói về những vết dạn do quá trình mang bầu và sinh nở, người đẹp sinh năm 2001 thành thật chia sẻ. Bụng mình thì bị dạn từ tháng cuối thai kỳ rồi ấy, tới giờ vẫn còn, ở ngực thì có một xíu, sau sinh mình mới phát hiện, mình vẫn bôi kem hàng ngày, giờ thì tầm 15-20% chuyển thành dạn trắng, còn lại thì mờ đi chút. Nói chung xác định rằng một khi đã bị dạn thì sẽ đi theo mình suốt, mình đón nhận một cách tích cực thôi ấy. Được biết, bà xã Đoàn Văn Hậu đã thành công về dáng sau khi hạ sinh con đầu lòng. Thời điểm lên bàn mổ, cô chạm mốc cân 59kg. Sau một tháng, cân nặng của người đẹp trở về con số 50kg. Ngay trước khi mang bầu, số cân lý tưởng của cô rơi vào khoảng 46-47kg. Song để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, Doãn Hải My cố gắng duy trì ở mức cân đối. Thời gian ở cữ, Doãn Hải My thích ứng nhanh chóng và không bị áp lực sau sinh. Bên cạnh cô luôn có chồng Đoàn Văn Hậu và nội ngoại đồng hành. Anh xã luôn túc trực và hỗ trợ việc chăm con để cô có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Theo chia sẻ, nàng wax nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Vì vậy, chế độ ăn uống và nghỉ dưỡng được thiết kế cân đối, phù hợp với thể trạng của mẹ bỉm.